Trong hai ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 5, Đại tá Ngô Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra các mặt công tác tại Công an các huyện Mường Trà, Nậm Pồ, Mường Nhé và thị xã Mường Lây. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, đại diện thường trực các huyện, thị ủy, lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công an 4 huyện, thị xã. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã được nghe báo cáo nhanh kết quả tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác tại địa bàn. Qua đó kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, vướng mắc để giải đáp, hướng dẫn trên tinh thần kiểm tra để hướng dẫn thực hiện. Đồng chí Tràng A Lử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Trà đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò hoạt động của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã chính quy. Tại Công an huyện Mường Trà, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, thực hiện rõ quan điểm về phòng chống ma túy là giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại, kịp thời đưa những đối tượng có biểu hiện ngáo đá, các đối tượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc để hạn chế tới mức thấp nhất các loại tội phạm do nghiện ma túy gây ra. Phát huy và nâng cao hiệu quả của công nghệ thông tin để làm tốt công tác quản lý, giám sát các đối tượng có dấu hiệu bất minh trên địa bàn. Đề nghị cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện trong thực hiện đề án 06 để lực lượng công an lựa chọn địa bàn điểm thực hiện cộng đồng chuyển đổi số, kết hợp nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm từ tỉnh bạn, huyện bạn có đặc điểm tương đồng để thực hiện hiệu quả đề án. Với đặc điểm địa bàn biên giới, huyện Nậm Pồ có tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Hoạt động của các điểm nhóm tôn giáo, hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt-Lào cũng gây ra những khó khăn nhất định trong công tác quản lý giám sát. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đoàn kiểm tra cũng đề nghị Công an huyện Nậm Pồ tiếp tục chủ động nêu gương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sức trẻ, sự cống hiến để đưa ra những biện pháp đột phá mang lại hiệu quả cao. Do địa bàn huyện có những đặc thù về dân cư, địa hình phức tạp, nên việc triển khai thực hiện đề án 06 cần phải có những giải pháp mang tính chiến lược, phù hợp, phát huy năng lực sở trường của mỗi cán bộ chiến sĩ, nhất là những đồng chí có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và vận động quần chúng để thực hiện đề án bảo đảm tiến độ, chỉ tiêu được giao. Tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng công an xã trong nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các đối tượng có biểu hiện bất minh, đưa ra những đề xuất kiến nghị với các lực lượng chức năng để phối kết hợp đấu tranh kịp thời, hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy trên tuyến biên giới. Đại tá Ngô Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã cảm ơn và đánh giá cao cấp ủy chính quyền huyện đã quan tâm đến nguồn lực, phương tiện, máy móc, bám sát vào nghị quyết chuyên đề để giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các phòng, ban chức năng của huyện Nậm Pồ cùng đồng hành với lực lượng công an trong quá trình triển khai thực hiện đề án 06 của chính phủ. Nâng cao vai trò tiên phong của đảng viên, đưa ra được mô hình cộng đồng của các tổ chức chính trị, xã hội để phục vụ nhân dân, vì nhân dân chính là trung tâm của đề án 06. Bố trí sắp xếp lực lượng tham gia thực hiện đề án phải rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả và có hình thức khen thưởng, xử lý, kiểm tra và tháo gỡ vướng mắc khó khăn kịp thời. Làm việc với Công an huyện Mường Nhé, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, đối với lĩnh vực phòng chống ma túy, yêu cầu các đồng chí công an chú trọng trau dồi, nắm chắc luật phòng chống ma túy, quản lý tốt các đối tượng phạm tội tù tha về. Đặc biệt, cần lưu ý sâu sát địa bàn, nắm nhân khẩu, từ đó phát hiện ra các đối tượng nghi vấn để đưa vào diện quản lý và tăng cường mối đại đoàn kết các dân tộc. Đồng thời, giao cho Công an huyện xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm Y tế và Phòng Lao động Thương binh Xã hội đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện hỗ trợ kinh phí thực hiện triển khai luật phòng chống ma túy năm 2021 chi tiết cụ thể. Công an huyện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phải thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ theo phương án 02 của Bộ Công an, xây dựng phương án kế hoạch để từng bước giải quyết tận gốc về vấn đề ma túy, không để các điểm tụ điểm ma túy hoạt động và tập trung triệt xóa các đường dây tụ điểm phát sinh, lập hồ sơ đưa các đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Đối với thị xã Mường Lây là địa bàn giáp danh với huyện Nậm Nhùn của tỉnh Lai Châu, thời gian qua Công an thị xã Mường Lây đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp ủy chính quyền. Qua đó, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của công tác công an. Tuy nhiên, để làm tốt hơn nữa thì đòi hỏi cán bộ chiến sĩ cần phải nâng cao trách nhiệm công vụ hơn nữa để đáp ứng được tiêu chí của Đảng ủy Công an Trung ương đã đề ra. Là điểm cuối của tỉnh nên công tác phòng chống tội phạm phải được hết sức quan tâm chú trọng, đặc biệt là tội phạm về ma túy thẩm lậu vào Điện Biên, vận chuyển đi các tỉnh và sang nước thứ ba tiêu thụ. Đại tá Ngô Thanh Bình yêu cầu đưa tổ công tác theo kế hoạch 1266 của Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn thị xã và giao cho đồng chí trưởng Công an thị xã Mường Lây làm tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo, phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của Công an xã
trinh sát quản lý địa bàn trọng điểm, nắm tình hình. Theo đó, giám sát các đối tượng đã được xác định, tập trung thực hiện các giải pháp nghiệp vụ theo chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra cho việc triển khai đề án 06. Theo lộ trình từng ngày, từng tuần, từng tháng, sau 3 tháng sẽ tổng kết đánh giá tiến độ về hạ tầng, phương tiện, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cân đối nguồn lực, nhân lực để tập trung thực hiện triển khai đề án 06 và phòng chống tội phạm.